ông cứ bảo bưng hết lên đây, tôi sẽ thanh toán đủ. Tôi với ông không cần phải sòng phẳng như thế đâu. Ông thích ăn gì thì tôi bảo chúng nó phục vụ. Còn cái thực đơn ông đặt trước, chưa dùng đến thì để ông khác có sao đâu. Sáng tháng là tôi đưa cái khách sạn vào kinh doanh. Ông xem tranh pháo trang trí thế nào hoàn thành nốt cho tôi đi. Cao là gì đấy, cái tên vai. Gặp mặt dậy nhảy thôi.